Xin chào tất cả các em học sinh đến với bài giảng tích phân chống Casio đặt ẩn phụ. Cần nhớ tích phân không phụ thuộc vào biến mà tích phân chỉ phụ thuộc vào hàm số. Câu số 1 cho tích phân. Với cận chạy từ 1 đến A của căn bậc 2 của 1 cộng 3 log 3 của x chia x dx đạt t bằng căn bậc 2 của 1 cộng 3 log 3 của x, khẳng định nào sau đây là đúng? Cách làm tích phân chống Casio đặt ẩn phụ thì chúng ta sẽ lấy cái đề này, cái đề trừ cho cái đáp án. Nếu kết quả bằng 0 thì đáp án đó là đáp án đúng. Ví dụ như ở câu số 1, thầy xử lý đáp án A đi, thì thầy sẽ làm như sau. Thầy lấy tích phân chạy từ 1 đến A. Tử là căn bậc 2 của 1 cộng 3 log 3 của x. Còn mẫu là x dx, thầy cho nó có ngay, do đó thì trừ trừ cho 2/3. Tích phân chạy từ 1 đến 3 t dt, do tích phân nè, tích phân không phụ thuộc vào biến, do đó thầy có thể là chuyển biến t thành biến x. Vậy thì thầy là x dx, được chưa? Lý do là tích phân không phụ thuộc vào biến. Bây giờ thầy dùng máy tính thầy kiểm tra. Thầy bấm như sau. Thầy nhập tích phân, để cho là tích phân chạy từ 1 đến A. 1 đến A nha. Dạ. Của căn bậc 2 của 1 cộng 3 log 3 của x chia cho x. Bây giờ đáp án A thì thầy phải trừ cho 2/3, trừ cho 2/3, trừ cho 2/3. Tích phân ở trên này chưa bấm, trừ cho 2/3 nha, 2/3. Tích phân của x dx với cận chạy từ 1 đến 3, chúng ta bấm bằng thì nó ra là âm 1 phẩy mấy, được chưa? Kết quả này không bằng 0, nếu nó bằng 0 thì mới đúng. Nhớ là lấy đề trừ đáp án, lấy đề trừ đáp án, nếu kết quả bằng 0 thì đúng. Và chúng ta sửa, bây giờ chúng ta tiếp tục kiểm tra đáp án B. Đoán B thì 2/3, 2/3, tích phân chạy từ 1 đến 2, và chúng ta sửa cận chân thôi. Sửa số 3 thành số 2. Bấm bằng. Kết quả này 0,5 mấy, cũng loại luôn. Không bằng 0. Đáp án C thì tích phân chạy từ tích phân 2/3 bằng 2/3, tích phân chạy từ 1 đến 2 của T bình DT. Thì chúng ta chỉ cần thay, chúng ta sửa cái x bình thôi, thấy chưa? Rồi, x bình phương đây bằng, kết quả là -5.07 nhân 10 mũ trừ 12. Kết quả này bằng 0 rồi đó. Chúng ta kiểm tra bằng cách chúng ta bấm cái dấu độ này, cái dấu độ này, thấy chưa? Dấu độ này, bấm dấu độ thì nó ra 3 số 0, vậy là nó bằng 0 rồi đó. Do đó câu 1 chúng ta chọn đáp án C. Câu 1 chọn C. Câu 1 là chọn C nghe chưa? Đó. Rất là đơn giản không? Câu số 2. Câu số 2. Câu số 2 thì đổi biến x bằng 2 sin t. Tích phân y bằng đổi biến cái nào phải đi. Đổi biến x bằng 2 sin t, tích phân y bằng dx chia cho căn bậc 2 của 4 trừ x bình với cận chạy từ 0 đến 1 sẽ trở thành một trong 4 đáp án ABCD. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần lấy đáp án trừ lấy đề trừ đáp án, lấy cái đề này trừ cái đáp án mà bằng 0 thì ok.
Vậy thì lưu ý cái tích phân đáp án nó có là không bi trên 6 này, thấy chưa? Không bi trên 6, không bi trên 3. Do đó muốn tính thì chúng ta phải cài cái máy tính của em về chế độ là radian bằng cách chúng ta bấm shift mode 4, thấy chưa? Thì lúc này cái máy tính chúng ta nó sẽ có chữ R, thấy chưa? Chữ R này, thấy chưa? Là chữ R chứ nghĩa là nó đang ở chế độ radian rồi. Do đó chúng ta lưu ý là phải chuyển máy tính về radian nha, nếu nó có bi, chưa? Bi trên máy đó. Bây giờ chúng ta bấm. Bây giờ chúng ta kiểm tra bằng cách là chúng ta lấy cái đề đề của chúng ta, ví dụ như là đề đáp án này là đề là tích phân chạy từ 0 đến 1 của dx chia cho căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương. Và chúng ta trừ cho đáp án chúng ta chọn đáp án A đi. Giả sử chúng ta xét đáp án A thì chúng ta bấm là trừ cho tích phân từ 0 đến bi chia 6. 0 đến bi chia 6 của dt. DT ở đây là chúng ta sửa thành đít nha, do là tích phân không phụ thuộc vào biến, cho nó là chúng ta chuyển biến t thành biến x. Bây giờ chúng ta bấm nè, tích phân để cho là chạy từ 0 đến 1 của dx chia cho căn bậc 2 của 4 trừ x bình, thì chúng ta bấm 1, dương mẫu chúng ta bấm là 4 trừ x bình phương. Chúng ta trừ cho đáp án A thì tích phân chạy từ 0 đến bi chia 6. Tích phân chạy từ 0 đến bi chia 6. Cái này DT thì chúng ta DX thì chúng ta bấm là 1 nha, 1 DX. Cận nó là 0 đến bi chia cho 6. Sau đó bấm bằng. Bấm bằng. Thì ra bằng 0. Ra bằng 0, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Do đó câu 2 chúng ta chọn đáp án A. Câu 2 chọn A. Câu số 3. Câu số 3. Cho tích phân y bằng sin x nhân căn bậc 2 của 8 cộng cos x dx với cận chạy từ 0 đến bi chia 2. Đạt u bằng 8 cộng cos x thì kết quả nào sau đây là đúng trong bốn kết quả ABCD? Thì câu 3 chúng ta cũng lấy đề trừ cho đáp án, lấy đề trừ cho đáp án nha. Vậy thì giả sử là câu câu 3 chúng ta chọn đáp án A đi, sử lấy đáp án A đi, thì chúng ta bấm là tích phân chạy từ 0 đến bi chia cho 2 này của sin x. Chúng ta kiểm tra từng đáp án một. Nhân cho căn bậc 2 của 8 cộng cos x dx. Chúng ta trừ cho đáp án A. Đáp án A là trừ cho 2 lần tích phân chạy từ 8 đến 9. Lưu ý là tích phân không phụ thuộc vào biến nha. Do đó là chúng ta chuyển biến u thành biến x, nghĩa là trừ cho căn bậc 2 của x nhân cho dx, nhớ chưa? Tích phân không phụ thuộc vào biến rất là quan trọng. Cần nhớ nha. Bây giờ chúng ta bấm bấm đáp án đề trừ đáp án. Tích phân đề cho là từ 0 đến bi chia cho 2, không có bi chia 2. Sin x nhân căn bậc 2 của 8 cộng cos x. Trừ cho đáp án A là 2 lần nha, tích phân chạy từ 8 đến 9 của căn x dx. Vậy 2 lần này tích phân chạy từ 8 đến 9 của căn bậc 2 của x dx, còn cận nó chạy là 8 đến 9 nha, 8 đến 9. Bấm bằng. Chúng ta chờ kết quả. Kết quả là 2,9 mấy, do đó kết quả này không bằng 0, do đó kết quả này là sai rồi, đáp án A là loại đó.
Đó, em thấy là tích phân cái đáp án A với đáp án D nó cái tích phân đáp án A với D là nó nói giống nhau chưa? Cái này là hai lần tích phân chạy từ 8 đến 9 của căn UDU. Còn tích phân D là nó tích phân chạy từ đâu? Từ 0 đến 9 của căn UDU, thấy chưa? Nó khác nhau số 2. Để chúng ta kiểm tra đáp án D. Kiểm tra đáp án D bằng cách bỏ số 2 trước. Xóa số 2. Chưa? Bấm bằng. À, bằng 0 luôn. Do đó câu 3 chúng ta chọn đáp án D. Câu 3 chọn D nghe chưa? Nhớ chúng ta thấy cái này có số 2, cái này không có số 2 đấy giờ. Và kiểm tra hai này trước. Thấy chưa? Đúng không? Hai này tích phần cận chạy như nhau không? Điều 8 9, 8 9 giờ. Phần trăng giống y chang bây giờ, khác nhau số 2 thôi. Thì đó chúng ta kiểm tra đáp án A xong chúng ta kiểm tra đáp án D luôn. Tiếp theo là câu số 4. Cho tích phân y bằng cận chạy từ 0 đến b chia 2 của a sin bình phương x nhân cho sin x nhân cos mũ 3 x dx. Nếu đảo biến t bằng sin bình thì được kết quả nào trong bốn kết quả ABCD? Thì cách làm câu 4 cũng tương tự như câu 1, câu 2, câu 3. Thì chúng ta lấy D trừ đáp án. Giả sử chúng ta chọn đáp án A thì chúng ta bạn ghi như sau. D là tích phân là chạy từ 0 đến B chia 2 này. Của A mũ sin bình phương x nhân cho cos nhân cho sin x nha, nhân cho sin x nhân cho cos mũ 3x dx trừ cho đáp án A là 1/2 tích phân chạy từ 0 đến 1. Nhớ là tích phân không phụ thuộc vào biến thì chúng ta thay biến t thành biến x. Vậy chúng ta ghi là a mũ x nhân cho 1 trừ x dx. Chúng ta dùng máy tính để kiểm tra. Tích phân đề cho là tích phân chạy từ 0 đến b chia cho 2 của a mũ sin bình phương x nhân cho sin x nhân cho cos mũ 3x cận chạy từ 0 đến b chia cho 2. Lưu ý là tích phân lượng giót thì chúng ta phải đưa máy tính về chế độ radian. Vậy cái đây đang chế độ D hay chưa? Chúng ta chuyển radian bằng cách bấm shift mode bấm số 4. Thấy chưa? Vậy máy tính nó sẽ lên radian hay chưa? Chế độ radian rồi. Bây giờ chúng ta trừ cho đáp án A. Đáp án A là tích phân là bằng 1/2 này, 1/2 tích phân chạy từ 1 đến 0. Chúng ta bấm bên trong trước là a mũ x, a mũ x nha, a mũ x nhân cho 1, 1 trừ x cận nó chạy từ 0 đến 1. Bấm bằng. Kết quả bằng 0. Do đó câu 4 chúng ta chọn đáp án A. Câu 4 chọn A nghe chưa? Câu 4 chọn A. Câu số 5. Câu 4 chọn A, câu số 5 này.
Câu số 5. Cho tích phân với cận chạy từ 0 đến bi 0 đến 3, 0 đến 3 của x chia cho 1 cộng căn bậc 2 của x cộng 1 dx đạt t bằng căn bậc 2 của x cộng 1, khẳng định nào sau đây là đúng trong 4 khẳng định ABCD? Thì chúng ta lấy d trừ đáp án. Giả sử chúng ta chọn đáp án A đi, thì chúng ta lấy là tích phân từ 0 đến 3 x dx chia cho 1 cộng căn bậc 2 của x cộng 1 trừ cho tích phân chạy từ 1 đến 2 của x bình phương cộng cho x dx. Chúng ta kiểm tra đáp án A trước này. Tích phân chạy từ 0 đến 3 của tử là x, mão là 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng x trừ cho tích phân chạy từ 1 đến 2 của t bình cộng t dt. Chúng ta thay biến t thành biến x. Tích phân chạy từ, chúng ta gây bên trong trước đây. Mở ngoặc ra này. X bình phương cộng cho x tích phân chạy từ 1 đến 2 bấm bằng, kết quả là bằng trừ 13 phần 6. Kết quả này không bằng 0. Do đó đáp án A loạn rồi. Tiếp tục đáp án B. Đáp án B này, đáp án B thì chúng ta kiểm tra là chúng ta sẽ cận vẫn như cũ nha. Đáp án B thì chúng ta thay là 2x bình trừ 2x cái số 2 này trừ cho 2x, cho nên ghi trừ 2x. Rồi chúng ta bấm bằng, kết quả bằng 0. Bằng 0 thấy chưa, kết quả bằng 0. Do đó câu 5 chúng ta chọn đáp án B. Câu 5 chọn B nghe chưa. Câu số 6. Cho tích phân y bằng 0 đến b chia 4 của hai sin bình trừ 1 tất cả mũ 4 nhân sin 4x dx đạt t bằng cos 2x, khẳng định nào sau đây là đúng trong 4 khẳng định ABCD? Câu 6. Chúng ta trước khi bấm thì trước khi giải câu số 6 thì chúng ta thấy là lượng giót thì chúng ta phải chuyển máy tính về radian bằng cách bấm shift 1 4. Câu 4 giả sử như là câu 6 giả sử như thầy chọn đáp án A đi, thì thầy sẽ bấm như sau, thì ghi là tích phân chạy từ 0 đến bi chia 4 nè của hai sin bình phương x trừ cho 1 tất cả mũ 4 nhân sin 4x dx, thầy trừ cho 1 phần 2 tích phân chạy từ 0 đến 1 của x mũ 4 dx, nhớ chưa? Bây giờ thầy bấm đáp án, thầy kiểm tra. Thì tích phân này là chạy từ 0 đến bi chia cho 4 của hai sin bình phương x trừ cho 1 tất cả mũ 4 nha, nhân cho sin 4x dx, trừ cho đáp án A. Đáp án A là 1 phần 2. 1 phần 2 tích phân chạy từ 0 đến 1 thì ghi sao? Bấm x mũ 4, x mũ 4 trước này, x mũ 4 tích phân chạy từ 0 đến 1
tấm bằng. Kết quả là 1 phần 15, kết quả này không bằng 0 rồi. Do đó chúng ta xử lý đáp án B. Đáp án B là 1 phần 2, tích phân chạy từ 0 đến 1 phần 2, t mũ 3, dt. Thì chúng ta sửa cặn của nó là từ chỗ này ghi là 1 phần 2 nghe chưa, phần 2. Còn biến thì chúng ta thay là x mũ 3. X mũ 3 nghe chưa? Đó. X mũ 3. Không, đó B là 1 phần 2, tích phân chạy từ 0 đến 1 phần 2 của x mũ 3 dt. X mũ 3. Bấm bằng. Kết quả là 61 phần 384, kết quả này không bằng 0. Tiếp tục chúng ta xử lý đáp án C. Đáp án C thì cặn của nó là chạy từ 0 đến 1. Từ 0 đến 1 này. Còn x mũ 5 thấy chưa? Sửa số 3 thành số 5. Bấm bằng. À, kết quả này sai rồi. 1 phần 2 hai sin bình. Nó sửa cái dấu này. 0 tới bị chia 4 hai sin 4 rồi đúng rồi. Nhân sin 4x. 1 phần 2. À, cái này sai rồi, cái này sửa thành cái này là đáp án C là nó không có 1 phần 2 ngay giờ, chúng ta xóa 1 phần 2 đi. Xóa 1 phần 2 ngay giờ. Xóa 1 phần 2. Đáp án C lưu ý là không có 1 phần 2 nha, xóa 1 phần 2. Bấm lại. Kết quả bằng 0, thấy chưa? Bằng 0 thấy chưa? Kết quả bằng 0. Do đó câu 6 chúng ta chọn đáp án C. Câu 6 chọn C nha. Câu cuối cùng là câu số 7. Cho tích phân y bằng cặn chạy từ 0 đến bi chia 4 của 6 tan x chia cho cos bình x nhân căn bậc 2 của 3 tan x cộng 1 dx đạt t bằng căn bậc 2 của 3 tan x cộng 1, khẳng định nào sai là đúng trong 4 khẳng định ABCD. Thì cách làm cũng tương tự như các câu trên, thì chúng ta cứ lấy d trừ đáp án. Giả sử ở câu 7 chúng ta xét đáp án A đi, thì chúng ta làm như sau. Lấy 0 đến bi chia 4 này của 6 tan x dx chia cho mẫu là cos bình phương x nhân cho căn bậc 2 của 3 tan x cộng cho 1 trừ cho 1 phần 3 tích phân chạy từ 1 đến 2 của 4t bình, t thì chúng ta thay bằng x nha, vậy 4x bình của 4x bình trừ cho 4 dx. Nếu bằng 0 thì chúng ta chọn đáp án A, nếu không bằng 0 thì chúng ta tiếp tục xét đáp án B. Ta nhập vào máy tính này. Tích phân để cho là cặn chạy từ 0 đến bi chia 4. Lưu ý đối với tích phân lượng gió thì chúng ta phải chuyển máy tính về chế độ radian nha chưa? Tức là nó có chữ R ở đây màn hình này, thấy chưa? Chữ R này là được. Còn nếu không chuyển thì nó sẽ kết quả nó sẽ sai. Tử là 6 tan x. Mão thì cos bình phương x
nhân cho căn bậc 2 của 3 tăng x cộng cho 1 0 đến b chia 4, tử là 6 tăng x chia cho cos bình phương x nhân căn 3 tăng x cộng 1 dx, và chúng ta trừ cho đáp án. Đáp án A là 1 phần 3, chúng ta bấm là 1 phần 3 này, 1 phần 3. Tích phân là của 4x bình phương này, trừ cho 4, với cận chạy từ 1 đến 2, 1 đến 2. Chúng ta bấm bằng. Kết quả bằng 0. Do đó thì câu 7 ta chọn đáp án A nha. Câu 7 chọn A. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.